Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán có nghĩa là gì? Khả năng thanh toán là khả năng của một công ty để đáp ứng các khoản nợ dài hạn và nghĩa vụ tài chính. Khả năng thanh toán là điều cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh vì nó có thể hiện khả năng của công ty trong việc tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. Một công ty mất khả năng thanh toán sẽ thường xuyên phá sản. Sự khác biệt giữa khả năng thanh toán và thanh khoản là gì? Khả năng thanh toán đề cập đến khả năng đáp ứng các cam kết tài chính dài hạn của doanh nghiệp. Thanh khoản liên quan đến khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của doanh nghiệp. Thuật ngữ này cũng đề cập đến khả năng bán tài sản của công ty một cách nhanh chóng để tăng tiền mặt. Bảo hiểm khả năng thanh toán là gì? Các khả năng thanh toán tỷ lệ của một bảo hiểm công ty là quy mô vốn của nó liên quan đến tất cả các rủi ro nó đã thực hiện. Các khả năng thanh toán tỷ lệ thường được định nghĩa là các khả năng thanh toán tỷ lệ là thước đo rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm phải đối mặt với các cáo buộc rằng nó không thể hấp thụ. Khả năng thanh toán có cao có tốt không? Tỷ lệ khả năng thanh toán chấp nhận khác nhau tùy theo từng ngành, nhưng theo nguyên tắc chung, tỷ lệ khả năng thanh toán lớn hơn 20% được gọi là lành mạnh về tài chính. Tỷ lệ thấp hơn sẽ tốt hơn khi nợ nằm trong tử số, và tỷ lệ cao hơn sẽ tốt hơn khi tài sản là một phần của tử số. Tại sao khả năng thanh toán lại quan trọng? Khả năng thanh toán là điều cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh vì nó có thể hiện khả năng của công ty trong việc tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. Mặc dù một công ty cũng cần thanh khoản để phát triển mạnh và thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, nhưng thanh toán ngắn hạn đó không nên bị nhầm lẫn với khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán có thể được cải thiện như thế nào? Các cách tiếp cận để cải thiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp của bạn bao gồm: thứ nhất, tăng dân số, xây dựng các nỗ lực bán hàng và tiếp thị bạn của bạn có thể làm tăng kế doanh thu của bạn trong chung và dài hạn. Thứ hai, tăng khả năng sinh lời. Thứ ba, tăng vốn chủ sở hữu. Thứ bốn, bán một số tài sản. Số năm, tái tổ chức. Yêu cầu khả năng thanh toán biên là gì? Nó là một chỉ số cho sự tồn tại lâu dài của công ty. Làm thế nào tỷ lệ khả năng thanh toán được tính toán? Các khả năng thanh toán tỷ lệ có nguồn gốc ra khỏi về khả năng thanh toán. Có sẽ khả năng thanh toán lợi nhuận cho lợi nhuận khả năng thanh toán cần thiết, mà về cơ bản là số tiền mà các tài sản của công ty bảo hiểm vượt quá trách nhiệm pháp lý của nó. Là khả năng thanh toán và đòn bẩy giống nhau không? Tỷ lệ, tỷ số khả năng thanh toán còn được gọi là tỷ lệ đòn bẩy, xác định khả năng phục vụ nợ của một thực thể. Vì vậy, các tỷ lệ này tính toán nếu công ty có thể đáp ứng nợ dài hạn của nó. Trong khi đó, tỷ lệ khả năng thanh toán phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn. Tại sao khả năng thanh toán lại quan trọng đối với một doanh nghiệp? Khả năng thanh toán là điều cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh vì nó có thể thể hiện khả năng của công ty trong việc tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. Trong khi khả năng thanh toán đại diện cho một công ty có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn, thanh khoản đại diện cho một công ty có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của nó. Ai quyết tâm nhất để khả năng thanh toán của công ty? Tỷ số khả năng thanh toán là tỷ số tỷ lệ thể hiện khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ trong một khoảng thời gian dài. Một nhân viên ngân hàng có lẽ sẽ quan tâm nhất đến những tài liệu công ty có đủ điều tiền mặt từ hoạt động để xử lý nhiều khoản thanh toán lãi hơn cho khoản vay mới không? Làm thế nào để bạn tính toán khả năng thanh toán dài hạn? Để tính toán khả năng thanh toán tỷ lệ, đưa tổng thu nhập trước thuế và khấu hao và phân chia số này bằng tổng nợ phải trả. Đối với nhiều ngành, con số 15-20% là hợp lý. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn là gì? Khả năng thanh toán tỷ lệ đánh giá khả năng của một công ty
phải trả của nó dài hạn, hạn nợ và lãi suất nợ đó, khả năng thanh toán tỷ lệ như một phần của tỷ lệ tài chính phân tích, giúp đỡ các doanh nghiệp xác định các cơ hội của công ty dài hạn tồn tại. Cả hai điều đánh giá sự khỏe tài chính của một công ty. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.